Ngày 26 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các y bác sĩ và bệnh nhi mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hòa Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã động viên tinh thần, chia sẻ với những khó khăn vất vả của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Dã chiến số 1 trong thời gian qua đã nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, tận tình chữa trị, chăm sóc cho bệnh nhân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 33 phần quà gửi đến trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến và mong muốn bằng chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ y bác sĩ luôn theo dõi sát sao tiến trình bệnh lý của bệnh nhân, phải tập trung cao độ để chiến đấu với bệnh dịch, để các bệnh nhi an toàn, sớm khỏi bệnh, an tâm đón Tết.